Chào mừng em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Lê Đô. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 2 sách cánh diều qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn toán lớp 2 chương trình sách cánh diều. Trang 38. Bài 24. Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ, bài tiếp theo. Rồi trước hết là chúng ta làm bài tập số 1. Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy. Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc. Hỏi Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy? Rồi ở các video trước là các em đã được học cách trình bày một bài toán có lời. Để trình bày một bài toán có lời, các em thực hiện theo 3 bước. Bước 1 là các em viết câu trả lời. Bước 2 là các em viết phép tính. Và bước 3 là các em viết đáp số. Để viết câu trả lời thì các em dựa vào câu hỏi của bài toán. Câu hỏi của bài toán thường bắt đầu bằng từ hỏi và là câu ở cuối cùng của bài toán. Cụ thể trong bài toán này thì câu hỏi là: hỏi Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy? Để viết câu trả lời thì các em sẽ bỏ từ hỏi đi. Từ bao nhiêu các em thay bằng từ số và các em viết thêm từ là ở cuối câu. Như vậy chúng ta có câu trả lời là: Toàn gấp được số chiếc thuyền giấy là. Bước 2 là các em viết phép tính. Để viết phép tính thì trước hết là các em cứ viết hai số mà bài toán cho ra. Ở đây số thứ nhất là 7 và số thứ hai là 5. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ thực hiện phép cộng hay là phép trừ hai số này. Thì các em đọc xem bài toán cho chúng ta biết những gì. Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy. Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc. Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc. Như vậy, muốn biết Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy thì các em sẽ lấy 7 cộng với 5. Nhiều hơn, các em lưu ý nhiều hơn là cộng và ít hơn là trừ. Như vậy đây là bài toán liên quan đến phép cộng. 7 cộng 5, đây là phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Thì thầy giáo sẽ nhắc lại cách để chúng ta thực hiện phép tính này. Em nào mà quên rồi thì chúng ta sẽ nhớ lại, và em nào chưa quên thì chúng ta sẽ nhớ thêm. Rồi 7 cộng 5 thì trước hết là các em nhẩm 7 cộng với 3 bằng 10. Vì vậy số 5 này chúng ta sẽ tách ra thành 3 cộng với 2. Rồi sau đó các em lấy 7 cộng 3 bằng 10. Tiếp theo là các em sẽ lấy 10 cộng với số 2 còn lại bằng 12. Như vậy là Toàn gấp được 12 chiếc. Các em mở ngoặc ra giải thích đây là 12 chiếc chứ không phải là 12 cái hoặc là 12 quả. Rồi bước 3 là các em viết đáp số 2 chấm 12 chiếc và các em viết cụ thể ra 12 chiếc thuyền giấy. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Sợi dây lụa màu xanh dài 35 cm. Sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20 cm. Hỏi sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu cm? Rồi ở đây các em bấm tạm dừng video và các em làm bài này trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha.
Rồi, để trình bày bài giải này thì các em thực hiện theo 3 bước. Bước 1 là các em viết câu trả lời. Câu hỏi của bài toán là hỏi sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu cm? Như vậy để viết câu trả lời thì các em sẽ bỏ từ hỏi đi. Từ bao nhiêu này các em thay bằng từ số và các em viết thêm từ là ở cuối câu. Như vậy là chúng ta có câu trả lời là sợi dây lụa màu đỏ dài số cm là. Sợi dây lụa màu đỏ dài số cm là. Bước 2 là các em viết phép tính. Để viết phép tính thì các em cứ viết hai số ra trước. Số thứ nhất là 35, số thứ hai là 20, được chưa? Bây giờ chúng ta thực hiện phép cộng hay là phép trừ thì chúng ta sẽ phân tích tiếp này. Ở đây chúng ta đang tính sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu cm, đúng không? Sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh là 20 cm. Dài hơn là chúng ta thực hiện phép phép cộng, đúng không? Các em lấy sợi dây lụa màu xanh là 35 này, dài hơn 20 cm thì các em cộng thêm 20. Như vậy đây là bài toán liên quan đến phép cộng. Các em nhẩm xem 35 cộng với 20 bằng bao nhiêu? À, 35 cộng 20 bằng 55. Và 55 ở đây là 55 cm nha. Đáp số 2 chấm 55 cm. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Ngăn thứ nhất có 9 quyển sách. Ngăn thứ hai ít hơn. Rồi các em nhớ là ít hơn. Từ ít hơn là dùng trong bài toán liên quan đến đến phép trừ, đúng không? Ít hơn. Nhiều hơn là cộng, ít hơn là trừ. Thêm vào là cộng, bớt đi là trừ. Ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất là 4 quyển. Hỏi ngăn thứ hai có mấy quyển sách? Rồi ở đây các em cũng bấm tạm dừng video, các em suy nghĩ và các em làm trước rồi đấy nháp nha. Rồi ở đây bài toán hỏi chúng ta cái gì? Hỏi ngăn thứ hai có mấy quyển sách? Để viết câu trả lời, các em bỏ từ hỏi đi. Từ mấy, các em thay thế bằng từ số. Ngăn thứ hai có bao nhiêu quyển sách? Hoặc là ngăn thứ hai có mấy quyển sách là giống nhau nha. Ở đây người ta thay từ mấy bằng từ bao nhiêu thôi, nó đồng nghĩa với nhau. Có bao nhiêu quyển sách và có mấy quyển sách là giống nhau. Rồi tiếp theo là các em thêm từ là ở cuối câu. Như vậy chúng ta có câu trả lời là ngăn thứ hai có số quyển sách là. Bây giờ các em viết hai số của bài toán ra. Bài toán cho chúng ta hai số, số thứ nhất là số 9 này. Số thứ hai là số 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép cộng hay là phép trừ đối với hai số này. Chúng ta đang tính số sách của ngăn thứ hai mà ngăn thứ hai là ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển. Ít hơn là chúng ta thực hiện phép trừ. Các em lấy số sách của ngăn thứ nhất là 9. Ít hơn 4 quyển thì chúng ta trừ đi 4. Rồi, 9 trừ 4. Thì nhắm mắt các em cũng tính được là 9 trừ 4 bằng bằng 5. 5 ở đây là 5 quyển. Đáp số thì các em viết cụ thể ra là 5 quyển sách. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Năm nay anh Nam 16 tuổi, Dũng ít hơn anh Nam 9 tuổi. Rồi ít hơn này. Ít hơn là bài toán liên quan đến đến phép trừ, đúng không? Dũng ít hơn anh Nam 9 tuổi. Hỏi năm nay Dũng bao nhiêu tuổi? Rồi ở đây các em cũng bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp nha.
Rồi bây giờ các em sẽ theo dõi xem là mình làm có đúng hay không. Trước hết là các em viết câu trả lời. Bước 1, viết câu trả lời. Bước 2, viết phép tính. Bước 3, viết đáp số. Câu hỏi của bài toán ở đây là: hỏi năm nay Dũng bao nhiêu tuổi? Để viết câu trả lời thì các em dựa vào câu hỏi này. Các em bỏ từ hỏi đi. Từ bao nhiêu, các em thay thế bằng từ số. Và các em viết thêm từ là ở cuối câu. Như vậy chúng ta có câu trả lời là: năm nay Dũng có số tuổi là. Các em nhớ là trong một số trường hợp thì các em có thể thêm hoặc là bớt đi một số từ ngữ để cho câu trả lời nó ngắn gọn hơn và nó đầy đủ hơn. Ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta cần phải thêm từ có, chứ không ai trả lời là năm nay Dũng số tuổi là, thì câu văn nó chưa được hoàn chỉnh. Như vậy các em phải thêm từ có vào cho câu văn nó đầy đủ nghĩa hơn. Năm nay Dũng có số tuổi là, đúng không? Trong khi trình bày và giải toán thì các em cần phải linh hoạt như vậy. Để viết phép tính thì các em viết hai số ra. Bài toán cho chúng ta hai số là số 16 này và số 9 này. Các em viết ra, các em để cách ra một khoảng để chúng ta sẽ điền dấu của phép tính vào. Như vậy ở đây dấu của phép tính là dấu cộng hay là dấu trừ? Dũng ít hơn anh Nam 9 tuổi, ít hơn mà là tính tuổi Dũng thì chúng ta thực hiện phép trừ. Ít hơn anh Nam 9 tuổi, như vậy là các em sẽ lấy tuổi của anh Nam là 16. Ít hơn 9 tuổi thì các em trừ đi 9. Rồi 16 trừ 9 bằng bao nhiêu? Rồi ở đây các em nhẩm này, 16 trừ đi mấy bằng 10? À, 16 trừ đi 6 bằng 10. Chính vì vậy số 9 các em sẽ tách ra thành 6 cộng với 3. Các em lấy 16 trừ 6 bằng 10. Sau đó các em lấy 10 trừ tiếp đi 3 bằng 7. Rồi như vậy là năm nay Dũng có số tuổi là 7 tuổi. Đáp số 2.7 tuổi. Được chưa? Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.